ảnh du nhập vào Vương quốc Thái Lan từ những ngày rất sớm. Các nhà làm điện ảnh châu Âu đã có những tháng ngày thực hiện những buổi chiếu đầu tiên trong hành trình đưa phim lưu diễn tại Đông Nam Á vào năm 1894. Ngày 9 tháng 6 năm 1897, nhà quay phim tuyệt vời ở Paris, The Wonderful Parisian Cinematograph đã được trình chiếu tại thủ đô Bangkok. Đây cũng là buổi chiếu phim đầu tiên được biết đến ở Thái Lan. Vào những năm cuối thế kỷ 19, dân chúng vương quốc này đã có dịp thưởng thức những thước phim về Hoàng gia Thái. Đó là những thước phim ghi lại chuyến viếng thăm Bern, Thụy Sĩ của vua Chăn Ơ Long Con vào năm 1897. Bộ phim sau đó được mang về Bangkok và được công chiếu. Điều này đã gây ra nhiều sự quan tâm hơn đến điện ảnh của gia đình Hoàng gia Thái Lan và các doanh nhân dân tộc. Họ đã mang các thiết bị làm phim về Thái và bắt đầu học hỏi các bộ phim nước ngoài để chuẩn bị sản xuất những bộ phim điện ảnh Thái đầu tiên. Đến thập niên 1920, ngành công nghiệp điện ảnh Thái Lan đã được bắt đầu. Những năm 1930, ngành công nghiệp điện ảnh Thái Lan đã đi đến thời kỳ hoàng kim đầu tiên. Trong giai đoạn này, xen kẽ trong các suất trình chiếu phim chính, các bộ phim thời sự ngắn cũng được trình chiếu trước. Đa phần là những thước phim tôn vinh vua và cuộc sống hoàng gia. Bộ phim đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bởi người Thái là Double Lux, sản xuất bởi công ty Bangkok Film Company của anh em Wasuhat vào năm 1927 và được đạo diễn bởi Manit Wasuhat. 17 bộ phim được thực hiện từ năm 1927 đến 1932, nhưng chỉ còn những đoạn phim nhỏ còn sót lại. Chẳng hạn như cuộc rượt đuổi xe hơi dài 1 phút trong Chốc Song Chan hoặc một trận đấu quyền anh 2 đến 3 phút trong Nan Bat He Ray. Đến năm 1928, bộ phim nói đầu tiên du nhập vào Thái Lan, gây ra sự cạnh tranh nặng nề với các phim câm của nước nhà. Bộ phim nói Thái Lan đầu tiên là Long Thang, Gon Aschay. Sản xuất bởi anh em Wasuhat và công chiếu vào ngày 1 tháng 4 năm 1932. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, việc làm phim đã được tiến hành một lần nữa ở Thái Lan bằng cách sử dụng những thước phim đen trắng 16 ly còn dư từ sản xuất phim thời sự vào thời chiến. Cú đột phá đầu tiên của kỷ nguyên này là bộ phim xuất bắc Brutsuthai vào năm 1949, với doanh thu phòng vé vượt xa các bộ phim của Hollywood tại Thái Lan. Thành công đó đã thúc đẩy sự nhiệt tình hơn cho việc làm phim, tạo ra thời hoàng kim thứ hai của điện ảnh Thái Lan. Năm 1954, bộ phim Màu Santi và Vina ra mắt công chúng ở các liên hoan phim quốc tế. Điện ảnh Thái Lan đã tạo được sự chú ý và ngợi khen của cộng đồng làm phim thế giới. Các nhân vật chính là Santi và Vina đã lay động người xem và giành được nhiều giải thưởng điện ảnh tại các liên hoan phim. Santi và Vina là một trong những bộ phim màu 35 ly đầu tiên của Thái Lan. จะมายื่นแว่นในคนตาบอดเลยนึกแล้วเฉยว่าจะต้องพูดอย่างนั้นก็เขารู้ว่ามองไม่เห็นน่ะสิเขาที่ไม่เล่าให้ฟังรู้อย่างนี้ไม่เล่าซะดีกว่าคำก็รักสองคำก็ไม่รักไอ้รักของแกนี่น่ะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาเชียวเจ้าควรจะเริ่มต้นชีวิตของเจ้าเสียใหม่อย่าไปอะไรกับความสุขทางโลกที่สูญสิ้นไปแล้วเลยมันจะโดนมันจะ
Giai đoạn những năm 1960, chính phủ Thái hỗ trợ cho phim ảnh nhiệt tình. Giải thưởng điện ảnh đầu tiên ở Thái Lan là Golden Dome được trao lần đầu vào năm 1957. Đức vua và hoàng hậu nhiều lần tham dự trao giải. Thái Lan chứng kiến sự bùng nổ của các bộ phim được sản xuất tại địa phương trong những năm 1970 sau khi chính phủ Thái Lan đánh thuế nặng nề đối với các bộ phim nhập khẩu vào năm 1977, dẫn đến việc các hãng phim Hollywood tẩy chay Thái Lan. Để bắt kịp nhịp độ, Thái Lan đã tự làm 150 bộ phim vào năm 1978. Nhiều bộ phim trong số này là những bộ phim hành động tầm thường, chỉ đơn thuần là thương mại. Năm 1985, đạo diễn Ethan Amok Ra Sanit đã thực hiện bộ phim Butterfly and Flowers, nhấn mạnh những khó khăn dọc biên giới Nam Thái Lan. Bộ phim không chỉ giúp phơi bày những người Thái ở thành thị tại khu vực nghèo khổ, bộ phim đã phá vỡ mọi khuôn khổ trong việc miêu tả mối quan hệ Phật giáo, Hồi giáo. Phim đã giành giải phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Hawaii. Sự cạnh tranh từ Hollywood đã đẩy ngành công nghiệp Thái Lan xuống trong thập niên 1980 và 1990. Nhưng đến cuối những năm 1990, Thái Lan đã có một làn sóng mới, với các phim được công chiếu tại các liên hoan phim trên toàn thế giới. Thái Lan từng là điểm đến lý tưởng cho các đoàn phim quốc tế đến quay phim. Các nhà làm phim Anh, Pháp và nhất là Hollywood đã chọn Thái Lan làm bối cảnh chính cho rất nhiều phim lớn của mình. Trong quá khứ, diễn viên Việt Nam sang Thái đóng phim cũng nhiều. Năm 1964, Kiều Trinh sang Thái quay bộ phim Operation CIA của đạo diễn Kristen Neeby, đóng cùng các tài tử Mỹ như Burt Reynolds, Daniel Aubrey. Năm 1973, nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng cùng đoàn làm phim đa quốc tịch đến Thái đóng bộ phim Vàng của đạo diễn Chả Lòng Bhagyavit, hợp diễn cùng Thẩm Thúy Hằng là Greg Morris, Sớm Bạc Metani, Krum Srivillai. Năm 1975, Kiều Trinh lại sang Thái đóng bộ phim Năm Vùng Đất Lửa. Bạn diễn trong phim này với Kiều Trinh là Krum Srivillai. Ngoài những diễn viên trên, Ánh Nga sang Thái đóng rất nhiều phim và được xem như là diễn viên Thái Lan. Điện ảnh Việt Nam và các nhà làm phim Thái cũng từng có rất nhiều bộ phim hợp tác với nhau.
Một trong những bộ phim hợp tác giữa điện ảnh Sài Gòn và Thái Lan là bộ phim khởi quay cuối năm 1973 có tên rất ấn tượng, Hải vụ 709. Số phận bộ phim hành động này thật gian nan và chưa bao giờ được trình chiếu tại Việt Nam. Phim do Việt Ảnh Phim hợp tác với đàn Thái Phim của Thái Lan. Chuyện phim và đạo diễn do cố đạo diễn Bùi Sơn Duân đảm trách. Bộ phim này có diễn viên Thái Lan đóng vai chính cùng Trần Quang và Đoàn Châu Mậu là Phairovi Dây Dinh và nữ diễn viên là Du Ang Giai Hà Thái Can. Trong phim, Du Ang Giai Hà Thái Can đóng vai hai chị em sinh đôi, một ở Việt Nam và một ở Thái Lan. Về phần diễn viên phía Việt Nam, ngoài Đoàn Châu Mậu và Trần Quang còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên khác như Tony Hiếu, Tâm Phan, Trần Hoàng Ngữ, Nguyễn Hậu. Quay phim là Trần Đình Mưu. Phim đã quay nhiều cảnh đẹp ở Thái Lan cũng như những phong tục cổ truyền của nước này. Các cảnh quay tại Việt Nam được thực hiện tại Sài Gòn, Vũng Tàu, Phú Quốc. Một bộ phim màu hoành tráng và công phu. Phim thực hiện xong đem qua Thái Lan làm bản nháp. Sau đó bộ phim được gửi qua cho đạo diễn Bùi Sơn Duân dựng, cắt, theo ý của mình. Sau khi làm ra bản phim chính đầu tiên, đối tác bên Thái gửi sang một bản cuối cùng cho đạo diễn Bùi Sơn Duân để ông chuẩn bị những công tác phát hành bộ phim. Nước nhà thống nhất, bản phim duy nhất này được đem vào bảo quản tại kho tư liệu phim ở số 7 Phan Kế Bính mà chưa một lần được trình chiếu tại Việt Nam. Cũng trong năm 1973, đạo diễn Lưu Bạch Đàn thực hiện bộ phim hợp tác với Thái Lan có tên là Em Về Giữa Hoàng Hôn, With Love. Diễn vai chính trong phim này là Thẩm Thúy Hằng và Krung Srivilai. Một bộ phim khác hợp tác giữa Alpha Phim và đàn Thái Phim do Kiều Chinh, Yến Thu, Thành Được, Du An Giai Hà Thái Can, Tự Xin, Giam, diễn xuất. Đạo diễn là ông Thái Thúc Nha và Ravit Lili vai, cuối thập niên 1980. Nữ diễn viên Lê Vân cũng sang Thái Lan đóng bộ phim điện ảnh hợp tác giữa hai nước với tên gọi Tình Xa. Gần đây nhất có bộ phim An Hồn do đạo diễn người Việt gốc Thái Troy Lê dàn dựng cũng do Việt Nam và Thái Lan hợp tác sản xuất. Ngoài ra, trong các ngày hội điện ảnh, các liên hoan phim, đoàn điện ảnh Thái Lan cũng đi tham dự và đôi bên cũng gặp nhau giao lưu. Từ trước năm 1975, diễn viên Thái Lan rất nhiều lần sang Việt Nam.